Xin chào tất cả quý vị khán giả đến với chuỗi livestream theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với mẹ bầu Trần Thị Hoa chào đón thiên thần nhỏ chào đời. Và hiện tại thì mẹ bầu của chúng ta đang được các điều dưỡng đưa vào phòng mổ vô khuẩn một chiều để chuẩn bị cho hành trình vượt cạn của mình đấy ạ. Chắc hẳn thì lúc này tâm trạng của chị Hoa đang rất là hồi hộp. Các bạn hãy nhanh tay thả tim và comment trong phần bình luận của chúng tôi để gửi lời động viên cũng như là tiếp sức cho chị Hoa nhé. Lúc này thì các bác sĩ của chúng tôi đang nhanh chóng thực hiện các công đoạn chuẩn bị để bắt đầu cho ca mổ. Và đồng hành cùng ca sinh của chị Hoa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một tiện ích mà rất nhiều các mẹ bầu quan tâm sau khi sinh mổ. Đó là lợi ích của việc chiếu tia plasma là gì và có cần thiết phải sử dụng hay không. Nếu các bạn cũng đang quan tâm đến tiện ích này thì đừng vội rời khỏi màn hình livestream bởi chúng tôi sẽ giải đáp trong một ít phút nữa đấy ạ. Như chúng ta đang quan sát thì hiện tại bác sĩ đang thực hiện bước sát khuẩn vùng bụng cho chị Hoa và đây là một thao tác vô cùng quan trọng giúp cho quá trình phẫu thuật được vô khuẩn tuyệt đối, hạn chế đến mức tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn sau sinh. Và có vẻ như ca mổ của chúng ta đã sắp bắt đầu rồi các bạn ạ. Và chị Hoa, chị hãy cố lên nhé. Với ekip mổ có nhiều kinh nghiệm dày dặn cũng như là trình độ chuyên môn cao ngày hôm nay thì chúng tôi tin chắc rằng chị sẽ cán đích thành công và chào đón con yêu chào đời khỏe mạnh thôi ạ. Ngay lúc này thì ca mổ của chị Hoa đã được bắt đầu rồi các bạn ạ. Phụ trách chính trong ca phẫu thuật ngày hôm nay là ekip của bác sĩ Hà, trưởng khoa sản kiêm phó giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, nguyên là phó trưởng khoa đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bác sĩ Hà là một trong những bác sĩ có trình độ chuyên môn rất giỏi và được nhiều mẹ bầu tin tưởng lựa chọn cho quá trình vượt cạn của mình. Hiện nay thì bác sĩ Hà đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, được mệnh danh là bàn tay vàng trong việc phẫu thuật lấy thai, đặc biệt là với những ca đỡ đẻ khó như là mổ đẻ cũ nhiều lần, mổ lấy thai trong rau cài răng lược, rau tiền đạo, rau bong non. Không chỉ là một người bác sĩ luôn tận tâm, ân cần và nhiệt tình với mẹ bầu, bác sĩ Hà còn là một người thầy chuyên giảng dạy về phẫu thuật sản phụ khoa cho các bác sĩ chuyên khoa sau đại học, chuyển giao kỹ thuật mổ mở và mổ nội soi cho nhiều bệnh viện trong nước đấy ạ. Mặc dù là đã được gây tê tủy sống và mất hoàn toàn cảm giác ở nửa thân dưới, nhưng chắc hẳn là chị Hoa của chúng ta thì vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng thao tác của bác sĩ trong quá trình phẫu thuật. Và đây cũng chính là cảm giác mà các mẹ bầu của chúng ta sẽ ghi nhớ mãi về khoảnh khắc đón con yêu chào đời, đúng không nào? Như chúng ta đang quan sát trên màn hình livestream thì bác sĩ Hà đang rất khẩn trương và cẩn thận trong từng thao tác để có thể đưa em bé nhà chị Hoa chào đời đấy các bạn ạ. Và các bạn ơi, tiếng khóc của em bé nhà mẹ Hoa đã cất lên rồi ạ. Là một bé trai vô cùng khó khỉnh và đáng yêu. Xin được chào mừng con đã chính thức bước vào một thế giới mới và xin chúc mừng gia đình của chị Hoa đã đón thêm một thành viên mới nhé. Sau khi con chào đời và cắt dây rốn thì sẽ ngay lập tức được các bác sĩ nhi đón tay để thực hiện các bước thăm khám đầu tiên thông qua việc lắng nghe tim phổi, kiểm tra những phản xạ đầu đời. Đây là bước vô cùng quan trọng và không thể thiếu để bác sĩ nhi có thể đánh giá được con sau khi sinh ra có gặp phải vấn đề gì bất thường hay không và nếu có thì sẽ có phương pháp điều trị kịp thời đấy ạ. Và thật vui khi em bé của chúng ta ngày hôm nay thì được bác sĩ đánh giá là có những chỉ số ban đầu rất tốt, nhịp tim ổn định, khóc to, phản xạ tay chân nhanh nhẹn linh hoạt các bạn ạ. Một lần nữa thì xin được chúc mừng gia đình chị Hoa nhé. Tiếp theo thì con sẽ được quấn sang giữ ấm bên ngoài và thực hiện một bước vô cùng quan trọng được rất nhiều sản phụ hài lòng khi lựa chọn sinh tại Thu Cúc TCI, đó chính là áp da với mẹ các bạn ạ. Các bạn hãy theo chân chúng tôi nhé. Em bé đã được điều dưỡng của chúng tôi cho áp da với mẹ rồi đấy ạ. Lúc này chắc hẳn là cảm xúc của chị Hoa đang rất là hạnh phúc khi được ngắm nhìn cận cảnh gương mặt của con yêu sau 38 tuần. Và để cho hai mẹ con có những giây phút ngọt ngào bên nhau thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề đưa ra ở đầu livestream nhé. Đó là lợi ích của tia plasma là gì và sau khi mổ thì mẹ có nên thực hiện hay không? Chiếu tia plasma là một công nghệ vô cùng hiện đại và tiên tiến, giúp đẩy nhanh quá trình điều trị vết thương hiệu quả. Tia plasma hỗ trợ giúp vết mổ của mẹ mau liền sẹo thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, tia plasma sẽ phá hỏng DNA của vi khuẩn để tiêu diệt chúng mà không gây hại hay là tác động lên mô. Giai đoạn tiếp theo đó là tiếp tục quá trình kích thích tái tạo mô và làm liền vết thương. Có rất nhiều ưu điểm khi mẹ thực hiện chiếu tia plasma như là thời gian tiến hành vô cùng nhanh chóng, quá trình thực hiện không làm tổn thương đến tế bào da lành và tầng lớp da sâu hơn, có khả năng diệt khuẩn ngay cả với những vi khuẩn đa kháng. Mẹ được điều trị ngay tại giường mà không cần di chuyển hay đi lại và phương pháp này cũng hoàn toàn không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào cũng như là không làm ảnh hưởng tới quá trình tiết sữa của mẹ. Với những ưu điểm vượt trội như vậy thì việc áp dụng chiếu tia plasma sau khi sinh là một điều vô cùng cần thiết mà mẹ nên thực hiện. Đây cũng là một trong những tiện ích sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc được rất nhiều các mẹ bầu đăng ký sử dụng đấy ạ. Nếu như mẹ đang quan tâm đến tiện ích này sau khi vượt cạn cũng như chương trình thai sản trọn gói tại Thu Cúc TCI thì hãy nhanh chóng comment hoặc inbox cho chúng tôi được biết để có thể tư vấn sớm nhất nhé. Sau khi đã được đội mũ, mặc quần áo và cuốn xăng giữ ấm bên ngoài đầy đủ thì lúc này em bé nhà mẹ Hoa đã được điều dưỡng của chúng tôi đặt lên bàn cân rồi. Các bạn có tò mò là em bé của chúng ta ngày hôm nay nặng bao nhiêu kg không ạ? Vâng, con được 3,8 kg sau khi đã trừ xăng quấn ngoài đấy ạ. Một chỉ số cân nặng vô cùng đẹp đúng không nào? Xin được chúc mừng mẹ Hoa và gia đình nhé.
Bởi vì là bé trai nên con sẽ được điều dưỡng sử dụng khăn quấn ngoài là màu xanh nha các bạn ạ. Điều đặc biệt khi đi sinh tại thú cúc TCI thì con sẽ được hưởng những đặc quyền tuyệt vời nhất, như là được các bác sĩ đầu ngành đón chào đời, được tiêm vitamin K và vaccine viêm gan B sau sinh, được các cô điều dưỡng hỗ trợ thay bỉm, pha sữa, nâng niu, chăm sóc 24/7, được tắm mát và chăm sóc rốn hàng ngày. Ngoài ra con còn được tặng bộ ảnh và video chào đời vô cùng chất lượng và còn rất nhiều tiện ích tuyệt vời khác nữa. Nếu muốn được tư vấn kỹ hơn thì các mẹ có thể comment và inbox ngay tại livestream này nhé. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất đi ạ. Quay trở lại với hai mẹ con chị Hoa thì lúc này điều dưỡng của chúng tôi đang thực hiện một thao tác vô cùng quan trọng, đó là đeo vòng định danh cho hai mẹ con. Trước khi đeo thì điều dưỡng sẽ kiểm tra lại một lần nữa thông tin được ghi trên vòng, như là họ tên mẹ, ngày sinh của con. Một vòng định danh thì sẽ được đeo trên tay của mẹ và một vòng thì sẽ được đeo ở chân của bé đấy ạ. Có vẻ như đây là một thao tác vô cùng đơn giản nhưng lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua, giúp hạn chế tối đa được khả năng sai sót trong quá trình lưu viện. Vì thế các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Như vậy là mọi thủ tục trong phòng sinh thì đã hoàn tất rồi. Lúc này thì em bé sẽ được điều dưỡng của chúng tôi chuẩn bị bế ra gặp người thân đấy ạ. Chắc hẳn là trong suốt thời gian chờ đợi sản phụ vượt cạn thì người thân của chị Hoa ở bên ngoài cũng đang rất là mong ngóng từng giây phút để được gặp bé yêu, phải không nào? Vâng, và em bé của chúng ta thì đã được bà đón tay rồi ạ. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến cả gia đình chị Hoa. Cảm ơn gia đình mình đã tin tưởng và lựa chọn thu cúc TCI là nơi đón con yêu chào đời. Vâng, các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi hành trình vượt cạn của mẹ bầu Trần Thị Hoa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi và chị Hoa trong livestream ngày hôm nay nhé. Nếu có bất cứ băn khoăn gì thì các bạn hãy để lại comment tại đây, chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể hơn ạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo của bệnh viện.